Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Giải pháp bảo vệ đôi mắt cho bé yêu. Quý vị thân mến, theo số liệu thống kê gần đây tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, tỷ lệ người mắc các tật về mắt, các bệnh về mắt đang diễn ra hết sức phức tạp. Một tin vui cho tất cả chúng ta là các nhà khoa học mới nghiên cứu ra một sản phẩm, đó là siro bổ mắt IQ cộng. Sản phẩm này được chiết xuất astaxanthin từ tảo đỏ Nhật Bản. Đây sẽ là một phương pháp giúp cho các phụ huynh bảo vệ đôi mắt con em của mình. Để hiểu hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến chương trình một chuyên gia giúp quý vị giải đáp mọi thắc mắc cũng như đưa đến cho quý vị cách để chúng ta bảo vệ đôi mắt luôn sáng và khỏe mạnh. Mời quý vị cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, nguyên bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Xin chào Tuấn Anh, xin chào các bố mẹ. Thưa bác sĩ, theo số liệu được công bố gần đây tại Việt Nam thì có khoảng hơn 3 triệu trẻ em Việt Nam đang mắc các tật khúc xạ về mắt. Không biết rằng là bác sĩ có ý kiến gì cũng như là có đưa ra nhận định gì về thực trạng này? Bạn nói rất là đúng. Thực trạng hiện nay là các em bé mà bị tật khúc xạ tương đối là phổ biến. Con số 3 triệu bạn nói có khi tôi nghĩ là đến bây giờ chắc nó phải còn hơn nữa. Thì nguyên nhân, một trong những nguyên nhân mà giúp mà khiến cho các em bé có cái tật khúc xạ như vậy để chính là cái thứ nhất là cái hệ thống thị lực của em bé nó vẫn chưa hoàn thiện chức năng. Thứ hai nữa là bạn biết là bây giờ do cái sự phát triển của cái công nghiệp hóa, nhà hiện đại hóa cho nên là nhà cửa rất là nhiều. Bởi vậy là thường xuyên các bé bị trong một cái hoàn cảnh thiếu ánh sáng. Ở nhà cũng phải bật đèn, rồi đi học lớp cũng đang bật đèn. Thiếu ánh sáng như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực của bé. Mắt bé sẽ thường xuyên phải điều tiết và lâu dần nó sẽ dẫn đến mỏi mắt, nhức mắt. Thứ hai nữa là sự phát triển như vũ bão của cái công nghệ điện tử, internet, rồi điện thoại, TV đấy, tất cả những đó mà bé trẻ nhỏ thì chúng rất là thông minh. Ngay từ nhỏ đã có nhiều em bé đã rất thích điện thoại, phải mở điện thoại ra, bạn mới chịu nín, nở mở điện thoại ra cho bạn xem thì bạn mới chịu ăn. Chính vì là vô tình là bố mẹ đã làm cho em bé như mình, cái thị lực của em bé nó bị giảm đi là bởi vì sử dụng quá nhiều các cái phương tiện điện tử. Vì bạn biết là trong phương tiện điện tử nó có cái, nó phát ra cái ánh sáng xanh, cái ánh sáng xanh đó nó rất có hại cho mắt của em bé. Vâng, lúc nãy thì bác sĩ Hoa có nói đến một cái chi tiết đó là bảo vệ khỏi ánh sáng xanh ạ. Tuấn Anh rất là muốn tìm hiểu rõ hơn về điều đó. Bởi vì ánh sáng xanh là thứ mà hiện nay có lẽ là chúng ta tiếp xúc hàng ngày luôn rồi. Điện thoại lúc nào cũng 24/24 kè kè với bản thân. Thì như vậy đối với những bạn nhỏ thì ánh sáng xanh gây hại như thế nào, mà cách để làm sao chúng ta giảm thiểu cái lượng ánh sáng xanh đó đến với mắt của các bạn? Bạn biết rằng là ánh sáng xanh thì là cái ánh sáng mà nó phát ra ở trong những cái thiết bị điện tử như là máy tính này, rồi điện thoại này, rồi iPad này. Đó là một cái ánh sáng có bước sóng ngắn và nhưng mà cái khả năng tán xạ của nó rất là cao. Nó làm giảm độ tập trung và nó làm cho chúng ta nhìn cái thị lực nó bị nhòe đi. Bởi vậy nếu chúng ta tiếp xúc nhiều với nó thì mắt nó sẽ mỏi mắt và khô mắt. Khi mà bạn phải ngồi làm việc nhiều dưới máy tính quá thì cái mắt của bạn khi bạn đứng lên thì nó sẽ rất là nhức mỏi, khó chịu và bạn thậm chí còn chảy nước mắt và phải mất một thời gian rất lâu sau thì bạn mới có thể phục hồi lại được cái mắt của mình. Bởi vậy mà để tránh cái tác hại đối với ánh sáng xanh thì ngoài cái việc mà bạn cần phải chăm sóc cái đôi mắt cho bản thân bạn này, đấy, và cho các em bé nữa. Các em bé như mình ấy thì bạn biết rõ là cái hệ thống thị lực của bạn nó chưa hoàn thiện chức năng. Bởi vậy và cái khả năng điều tiết của bé nó cũng kém, không được như của người lớn. Nên là để giúp mắt của bé được giữ gìn được sự trong sáng của đôi mắt ấy, thì thứ nhất là bạn cần phải một cái chế độ dinh dưỡng tốt. Đặc biệt là bạn lưu ý những cái thực phẩm mà nó có chứa nhiều những cái vi chất dinh dưỡng tốt cho mắt, là những thực phẩm nó có màu đỏ như là tôm, như cá hồi hoặc là tàu biển đỏ. Trong cái lúc mà mắt lại còn chưa hoàn thiện chức năng cho nên cái việc mà tiếp xúc lâu dần thì nó sẽ làm cho cái thị lực nó mỏi. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới, không chỉ trẻ con mà cả người lớn chúng ta, nếu như bạn tiếp xúc với cái ánh sáng xanh của cái điện thoại, của mắt, rồi máy tính quá 3 tiếng trong một ngày thì cái khả năng mà bạn bị tật khúc xạ hoặc là nhức mỏi mắt và cận thị nó sẽ lên đến 90%. Đúng chứ không cứ gì các em nhỏ. Một phần nữa là do cái chế độ dinh dưỡng. Bạn biết là trẻ nhỏ thì nó phải trải qua rất nhiều các loại chế độ dinh dưỡng, rồi lại phải đi học nữa, nhiều khi là rồi sức đề kháng kém nữa, uống kém, cho nên là nó không đủ cung cấp các vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là những chất cần cho phát triển của mắt như là vitamin A, vitamin C, vitamin E hoặc là DHA, rồi taurin, rồi astaxanthin, tức là những cái chất dưỡng chất cần thiết cho cái sự phát triển của mắt thì bé lại không được cung cấp đủ, bởi vậy nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của mắt. Và một phần nhỏ nữa là do cái yếu tố di truyền, nhưng mà yếu tố di truyền thì nó cũng ít thôi ạ. Và những cái tác động đó nó cứ ngày một và dần 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 thì nó sẽ đến một ngày em bé nhà mình nó sẽ bị một cái rối loạn về điều tiết và dẫn đến là gì, bị tật khúc xạ,
là bị cận thị, đa số trong số đó là cận thị. Đúng. Và đến khi mà chúng ta phát hiện ra bé cận thị thì thực sự là nó đã quá muộn rồi. Cái việc đeo kính ở trên mắt như bạn ấy thì rất là khó chịu đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. Bản thân Tuấn Anh cũng là một người mà đang bị tật khúc xạ về mắt thì thật sự rất là khó chịu khi mà lúc nào cũng phải phụ thuộc vào cái kính của mình. Thưa bác sĩ, astaxanthin là một loại hoạt chất được chiết xuất từ cây tảo đỏ Nhật Bản. Và đây là một loại hoạt chất giúp cho đôi mắt của chúng ta phát triển rất tốt. Và như vậy thì bác sĩ có nhận xét gì về sản phẩm siro bổ mắt IQ cộng khi đã ứng dụng thành công hoạt chất này? Siro bổ mắt IQ cộng với cái hoạt chất chính là astaxanthin được chiết xuất từ tảo biển đỏ và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản đã được chứng nhận FDA của Hoa Kỳ. Nó sẽ giúp cho cái việc bảo vệ đôi mắt của bé khỏi những tác động có hại của các cái tia UV của ánh sáng xanh. Nó giúp làm tăng cường thị lực cho bé và giảm nhức mỏi mắt. Không những thế, nó còn cung cấp cái dưỡng chất để cho mắt phát triển một cách tối ưu. Và đó chính là sự lựa chọn rất tốt của mẹ để dành cho bé, để bảo vệ cho đôi mắt của bé hàng ngày. Các bạn biết rằng astaxanthin nó là một cái chất chống oxy hóa, carotenoid. Nó không tan trong nước và nó tan ở trong chất béo. Bởi vậy nó khả năng thấm vào não cũng như thấm vào võng mạc rất là cao. Và cái tác dụng chống oxy hóa của nó hơn hẳn nhiều hoạt chất khác ở cái phương thức và cái thời gian, cái tác động chống oxy hóa của các cái chất khác. Thì đa số những cái chất chống oxy hóa như là vitamin A, vitamin C, vitamin E và nhiều các chất khác thì nó chỉ có thể xử lý được một gốc tự do. Nhưng riêng astaxanthin thì cùng một lúc nó có thể xử lý nhiều loại gốc tự do, từ 13 cho đến 19 gốc tự do, và với một cái cường độ mạnh hơn và thời gian lâu hơn. Chính vì vậy mà người ta coi rằng astaxanthin đấy chính là một cái chất chống oxy hóa mạnh nhất trên thế giới. Và tác dụng chống oxy hóa của nó mạnh hơn cái vitamin C gấp 6.000 lần và hơn quinzin Q10 đến 800 lần. Và chính vì vậy mà astaxanthin nó được sử dụng ngày càng rộng rãi trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Và nó không chỉ tác dụng đối với mắt mà nó còn tác dụng tất cả ở các hệ thống cơ quan của chúng ta, từ não này, rồi tim mạch, rồi da, rồi cơ xương khớp. Và riêng đối với mắt thì cái astaxanthin nó có tác dụng làm tăng cái khả năng điều tiết của mắt và nó làm giảm cái nhức mỏi mắt, là giúp cho chúng ta phòng chống được cái bệnh mà rối loạn điều tiết. Đúng rồi, nó tăng cường cái lượng máu đến cái võng mạc, cho nên nhờ đó mà nó làm cho giảm thoái hóa điểm vàng và nó giữ cho mắt của chúng ta khỏi những cái tác động của các cái tia UV rồi của ánh sáng xanh. Và nó còn làm cho chúng ta nhìn rõ hơn nhờ cái khả năng nó có thể giúp lưu trú cái hình ảnh ở trong cái võng mạc của chúng ta được lâu hơn và sắc nét hơn. Thế nhờ những tác động đó mà cái astaxanthin nó được ứng dụng rất rộng rãi trong cái việc mà phòng chống cái tật khúc xạ, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Thưa bác sĩ, ngoài astaxanthin thì sản phẩm siro bổ mắt IQ cộng đang còn rất nhiều những thành phần khác. Bác sĩ có thể cho biết rõ thêm những thành phần còn lại đó là gì và tác dụng của nó như thế nào được không ạ? Đúng như bạn nói, siro bổ mắt IQ cộng thì nó không chỉ chứa astaxanthin mà nó còn chứa rất nhiều những dưỡng chất khác giúp cho bé phát triển mắt một cách toàn diện. Vì ngoài cái astaxanthin thì trong cái siro bổ mắt IQ cộng còn có chứa kẽm gluconat, rồi có chứa cao việt quất. Thì bạn biết rằng là kẽm thì ngoài cái tác dụng mà giúp cho bé ăn ngon này, rồi nó còn làm tăng cường sức đề kháng này, thì đối với mắt thì kẽm nó còn làm giảm cái thoái hóa điểm vàng. Và nhờ vậy mà mắt của chúng ta sẽ nhìn được rõ hơn. Cái cao việt quất thì trong thành phần của nó có chứa những cái chất chống oxy hóa như là carotenoid, flavonoid. Thì nó không chỉ tốt đối với trí não mà nó còn tốt đối với cả thị lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng ống rất dễ sử dụng và có hương vị thơm ngon mà các trẻ em rất là thích uống. Như vậy thì cái siro bổ mắt IQ cộng sẽ thay mẹ hàng ngày chăm sóc cho đôi mắt của em bé từ khi em bé vẫn còn nhỏ và hệ thống thị lực của em bé chưa phát triển. Nó sẽ giữ cho đôi mắt của bé có được cái sự khỏe mạnh và bảo vệ mắt bé khỏi những tác động có hại từ môi trường bên ngoài. Và nó cũng giúp bảo vệ cho đôi mắt của bé khỏi tác hại của những ánh sáng xanh, khỏi tia UV. Nhất là bạn biết đấy, hiện nay cái dịch Covid đang diễn biến ở trên thế giới rất là phức tạp. Bởi Việt Nam chúng ta thì em bé cũng đã mấy lần phải học online qua điện thoại này rồi qua máy tính, mà không phải nhà ai cũng có máy tính để cho em bé học. Cho nên là cái việc mà bé sử dụng điện thoại nhiều như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến mắt. Và để bảo vệ mắt cho bé thì không gì tốt bằng em bạn có thể sử dụng cho bé nhà bạn cái siro bổ mắt IQ cộng. Nó sẽ giúp bảo vệ mắt của em bé khỏi tác hại của tia UV, của ánh sáng xanh và khỏi tác hại của cái điện thoại cũng như là laptop. Và tôi tin rằng là cùng với cái sự sử dụng IQ cộng và một chế độ dinh dưỡng tốt, chắc chắn bé nhà bạn sẽ có một đôi mắt tinh anh và học tập tốt ạ. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Có lẽ là sản phẩm này dành cho các bé rất là tuyệt vời rồi. Thế nhưng mà ví dụ như là em chẳng hạn,
muốn sử dụng sản phẩm này thì liệu có được không bác sĩ, hay là chỉ dành cho trẻ em thôi? Tôi nghĩ là hoàn toàn tốt, bởi vì rằng đây là một cái sản phẩm mà trong thành phần của nó có chứa astaxanthin, thì chính cái hoạt chất này nó có tác dụng để bảo vệ mắt của bạn khỏi tác hại của những ánh sáng xanh. Cho nên là với một cái người mà hay phải sử dụng máy tính và điện thoại như bạn thì tôi nghĩ rằng là bạn nên sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt. Vâng, quý vị phụ huynh thấy không ạ? Có lẽ sản phẩm này chúng ta có thể mua và sử dụng cho cả gia đình, từ bố mẹ đến người già. Thậm chí người già người ta cũng cần phải cải thiện mắt, đúng không ạ? Đúng luôn phải bổ sung những chất bổ dưỡng, và nhất là cái hoạt chất astaxanthin này cũng rất là hữu ích, lại còn có tác dụng chống oxy hóa rất là cao. Cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì nếu như những bậc phụ huynh nào mà đang có ý muốn là sử dụng cái sản phẩm IQ cộng và kèm theo một cái chế độ ăn uống hợp lý, thì cuối cùng trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể dành cho những cái vị phụ huynh đang theo dõi chương trình một lời khuyên nào đó để cho mọi người có thể là sử dụng sản phẩm này kèm theo cái lối sống thường ngày một cách hiệu quả nhất và có tác dụng nhất. Có câu là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Đấy chính là chiếc chìa khóa vàng để bảo vệ sức khỏe cho cơ thể chúng ta. Và phòng bệnh thì không bao giờ là muộn cả. Bởi vậy mà bạn cần phải bảo vệ cho đôi mắt của em bé từ khi mà còn nhỏ. Tức là bạn phải có ý thức ngay từ khi mà bạn mang thai, bạn cần phải ăn uống đầy đủ các cái dưỡng chất để giúp cho sự phát triển không những của đôi mắt mà còn của hệ xương và toàn bộ cơ thể của em bé. Và khi mà sinh con thì bạn cố gắng là bú cho bố mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Và đến thời kỳ ăn dặm thì cũng cần phải bổ sung các vi chất dinh dưỡng cần thiết để cho phát triển cơ thể một cách toàn diện, trong đó bao gồm cả đôi mắt của bé. Và để tránh những tác hại đến cái thị lực của bé thì bạn cũng hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng những cái thiết bị điện thoại hay là iPad rồi là máy tính, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái điều tiết của mắt của em bé. Và bạn ngoài ra thì bạn cần phải cho em bé đi khám cái sức khỏe định kỳ hàng ngày, và nên sử dụng cho em bé cái sản phẩm siro bổ mắt IQ nếu như con nhà bạn bắt buộc phải sử dụng những cái thiết bị điện tử như là điện thoại, như là máy tính. Và bạn nên là theo đọc cái hướng dẫn sử dụng trước khi mà dùng cho bé, và nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi mà chúng ta sử dụng, và sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất thì chắc chắn nó sẽ đạt được hiệu quả tốt và sẽ giữ gìn được đôi mắt trong sáng cho bé nhà bạn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hoa. Ngày hôm nay bác sĩ đã mang đến chương trình rất nhiều thông tin bổ ích và thú vị. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.